Đối thủ lớn nhất của Apple ở Galaxy S23 Ultra vừa tung ra rồi. Thế thì các bạn thấy rằng là nó có tác động nhiều đến 14 Pro Max không? Chả biết tác động không, nhưng rõ ràng là từ cái đợt Tết thì Apple đã giảm giá của những cái thiết bị của mình. Cụ thể như con 14 Pro Max 128GB VNA này mình check tại OneWay giá chỉ có 28.990.000. Và tất nhiên cái giá bán mà 28.990 này thì không phải là giá bán cuối cùng tại OneWay, bởi vì anh em Vinso sẽ có code giảm giá lên đến là 200k. Ngoài ra OneWay cũng có chương trình là thu cũ đổi mới, hỗ trợ giá cho các bạn lên tới là 2,5 triệu đồng. Anh em phải tham khảo kỹ cái này dưới phần mô tả video nhá. Các bạn có nhớ thời điểm trước đó là nó luôn luôn duy trì tầm khoảng 32 triệu đồng, thậm chí các bạn không có máy để mà mua. Thế thì bây giờ giảm xuống 28.990, có phải là Apple đón đầu trước sự ra mắt của S23 Ultra? Cũng là một lý do. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về thông tin của iPhone 15 Ultra, một phiên bản mà dự đoán là sẽ cực kỳ hot vào năm sau, bởi vì nó có rất nhiều sự đổi mới. Ủa, năm nay luôn rồi, năm sau mẹ gì nữa. Điều đầu tiên thì chắc chắn là excited cũng như là vô cùng phấn khích ở đây, đó là thiết kế mới. Chiếc iPhone 15 Ultra này theo nguồn tin từ cái bạn là Stream Apple Pro, bạn này thì chúng ta không còn dị lạ nữa. Và bạn ấy đã nói rằng iPhone 15 series sẽ có kích thước màn hình tương tự như là những iPhone 14 series. Ngoài ra iPhone 15 màn hình sẽ được làm cong nhẹ ra một chút, giống như kiểu là 2,5D. Màn hình thì vẫn là phẳng, không cong như kiểu là Galaxy S23 Ultra. Nhưng mà các bạn chỉ hình dung giống như kiểu là mặt đồng hồ của Apple Watch. Tức nghĩa là màn hình thì phẳng nhưng mà cong đều tràn ra các cái viền, tạo cảm giác nó dễ chịu và trông rất là ấn tượng. Thì các bạn thấy là cái điều đó chúng ta sẽ cho cảm giác vuốt từ các cạnh này, nó sẽ tốt. Thứ hai là hiệu ứng ánh sáng khi nhìn vào, cảm giác nó mỏng đều và tràn ra đã hơn. Tuy nhiên thì anh em nào mà dùng Apple Watch thì biết là khi dán cường lực nó sẽ oải hơn một chút. Nhưng mà mình không biết là iPhone khi làm thì nó sẽ như thế nào. Ngoài ra toàn bộ iPhone 15 series sẽ có màn hình là Dynamic Island. Chúng ta sẽ không còn là màn hình tai thỏ nữa, bởi vì sao? Nó đã quá cũ rồi. Phiên bản iPhone 15 Ultra được dự đoán là bản cao cấp và đẹp nhất năm nay. Khi mà viền màn hình được làm mỏng hơn mà lại cong nhẹ sang các cạnh sẽ tạo ra hiệu ứng cực kỳ là bắt mắt. Các bạn sẽ thấy rằng mặt lưng cũng tạo ra đôi chút sự khác biệt như những cái thông tin đã đồn trước đó là nó được cũng làm cong luôn. Nó giống như kiểu là ngôn ngữ thiết kế ở trên chiếc iPhone 5C và mình đã từng đưa tin này cho mọi người rồi. Cụm camera gần như là sẽ không thay đổi vì không thấy tăng kích thước, nên có vẻ như là Apple cũng sẽ chưa gia nhập các cuộc đua như là zoom xa hay là có độ phân giải quá cao, bởi vì họ cũng vừa nâng cấp lên 48 megapixel gần đây mà thôi. iPhone 15 thì rõ ràng là ngay lúc này đã có những cái thông tin mà nhiều bạn sẽ nói là thông tin xạo lờ rồi chém gió. Nhưng tất cả những thông tin trước đây đồn về iPhone 14 series thì chỉ có độ chính xác lên đến là 100% thôi, nó không có nhiều. Và tại sao một số thông tin không thành sự thật? Đó là Apple cũng đã cẩn thận chia ra nhiều team để mà trải nghiệm và cũng như là test những cái mẫu sản phẩm iPhone 15 series để đảm bảo thông tin kể cả có leak ra thì mỗi team có thể bị lộ một chút, tức là sẽ không chính xác 100% về sản phẩm. Nhưng riêng về phần thiết kế thì năm nào cũng chuẩn, bao gồm cả từ màu sắc cho đến là Dynamic Island này, thậm chí đến camera các kiểu. Vì thế nên cái nguồn tin này sẽ đem lại chúng ta một cái nhìn hoàn toàn mới về iPhone 15 series. Ngoài những cái tin đấy ra thì còn có một điểm thú vị nữa là Apple dường như sẽ hủy luôn kế hoạch ra cái kính mắt AR. Thì các bạn đã biết là gần đây có rất nhiều thông tin là Apple sẽ tung ra một phiên bản sản phẩm là AR và cũng như là VR. Và dựa trên những thông tin mà đưa ra từ Frontpage Tech thì cái kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Những thiết bị đeo như kiểu là VR thì hiện tại là đang bị thống trị bởi Facebook và cụ thể là bởi công ty là Meta. Nó đưa ra những cái trải nghiệm vào những cái ứng dụng và sử dụng những cái game hay là video trong những cái phòng họp. Kính AR thì rõ ràng cũng đã từng có một cái kế hoạch thực hiện bởi chính là Google Glass, tuy nhiên thì cũng đã thất bại và không thực sự thành công. Theo mình thấy rằng là cái sản phẩm này rõ ràng là hướng tới tương lai, kể cả Facebook và Google tương tự như vậy, và Apple bây giờ là đi đã sau khá là lâu. Nhưng cái thị trường này nó vẫn chưa phải đủ tiềm năng và đủ cái độ lớn để cho các hãng sẽ trần trọng tâm của mình vào để đánh chiếm. Và các bạn nghĩ mà xem, kể cả Apple có tạo ra một sản phẩm rất tuyệt vời đi chăng nữa thì nội dung tiêu thụ ở đâu? Chúng ta kể cả là nội dung về AR này cũng có quá ít, đặc biệt là game, không nhiều. Về VR cũng thế, người ta đeo những cái kính vào, người ta chơi game của Sony hay là kể cả là những cái sản phẩm của Oculus thì các bạn thấy là nó cũng đang bị hạn chế. Những cái game bom tấn nhất, những cái phim mới nhất thì nó không có tối ưu hóa cho định dạng của AR với lại VR ở chỗ nào. Chúng ta chỉ chơi là một số game cũ ngày xưa hay là một số trải nghiệm khác, còn lại thì nó không có nhiều điểm thú vị cho lắm.
Bởi vậy nên mình nghĩ là Apple hủy kế hoạch này cũng hợp lý, hoặc đơn giản là họ cũng chỉ là đang nghiên cứu và đây chẳng qua là quá trình bị lộ ra, và chắc chắn Apple sẽ chưa sẵn sàng để tung sản phẩm này ra đâu. Đấy là những cái thông tin về các sản phẩm Apple mới, cụ thể là iPhone 15 bây giờ đã ngày càng rõ nét hơn, và mình khá là thấy thích thú với cái việc là màn hình sẽ được làm cong tràn nhẹ đều các viền để tạo cảm giác vuốt hay các thứ sướng hơn. Cái này mình nhớ là điện thoại Android cũng đã có một vài mẫu từng làm rồi thì phải. Và thiết kế mặt lưng thì quay trở lại Qualcomm giống như là iPhone 5C. Anh em nghĩ sao về điều này? Hãy comment ý kiến xuống bên dưới và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Same pace of life, same pace of life, same pace of life, same